Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai các biện pháp bảo hộ đối với hai công dân Việt Nam sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi tại đảo Majorca, Tây Ban Nha. Đại sứ quán Việt Nam tại đây đang theo dõi sát sao vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Báo nước ngoài mô tả hai người đàn ông trên là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Án tù cho tội cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha có thể lên đến 15 năm. Về phía trong nước, sáng ngày 1 tháng 7, đài truyền hình VTV thông báo thay thế hoặc cắt bỏ chương trình của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, không nêu nguyên nhân. Cả giám đốc nhà hát kịch Hà Nội và giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia đều khẳng định Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tự ý ra nước ngoài không xin phép. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chờ kết luận điều tra chính thức. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh hiện đang là hai cái tên thuộc hàng top tìm kiếm trên các mạng xã hội.